em xin chào tất cả anh em mình ha, thì hôm nay em uh, lên uh, uh, chia sẻ với anh em một số uh, combo ha anh em, mấy cây em ép chậu rồi nè, để em mốt thì em uh, uh, nhiều anh em đó thì không có thời gian uh, vô chậu uh, thì mốt em uh, nghĩa là em uh, tranh thủ uh, em vô chậu trước cho anh em mình hết trơn luôn ha, em lên em giao lưu với anh em mình luôn, vì anh em mình chỉ việc là chăm thôi ha, về chăm thôi, nó chứ uh, về chăm với túi phân rồi này kia thôi ha anh em, đây uh, combo thứ nhất ha, một cái cây uh, linh sam Uh, gieo hạt ha anh em ghép 86 cái này gãy nơm ha anh em nhìn cái gãy nó ha giống như con uh, bịch tuột vậy đó anh em nó nó tổ tổ ra ha cái này trồng trong cái chậu uh, men gạn luôn nè đó chậu men gạn ha chậu men gạn tàn thì em vô nhôm ấm cho anh em trơn rồi cái này em phơi nắng đâu được uh, uh, từng lễ ha anh em phơi nắng anh đem ra phơi nắng đó tại mình ép rồi mình để trong trong trong, trong mát á tầm tầng đem ra nắng, nắng tuần tầng nữa là mười mấy ngày ha thì cây bữa nay thì nó khỏe hết trơn rồi nè gà lá non rồi ha anh em rồi thì uh, combo thứ nhất này em xin cho lưu với anh em mình ba trăm năm mươi k bao gồm phí ship và bao gồm chậu cho anh em mình luôn ha đó, cây này về thì uh, chỉ việc uh, phơi nắng đồ này kia chăm tưới nước rồi là ra hoa bông đầy đủ hết anh em đó cái này thì già lắm rồi anh em coi nè, Tàn thì nó mình nè ha. Rồi, combo thứ nhất trong chậu men gạn ha. Thì à, 350k bao ship và có luôn chậu ha anh em. Đó, giờ tỷ anh em nào chốt á thì nói à, cái video số mấy ha. Cái video này video số 4 ha anh em. Đó, video số mấy rồi combo số mấy gì đó để cho nó khỏi bị lộn á chứ anh em nói ờ à, à, cái à, combo số 1 mà số 1 thì nó nhiều cái video quá nên em không có phân biệt ra được đó. Thì cái video này video số 4 ha anh em. Đó. Cái này là combo số 2 nè Một cái cây hồng ngọc mai ha Cây này 300k Đó cây này 300 ha Thì cây này cũng đang hoa hết trơn nè Cây này thì nuôi cái bộ tàn thì nói chung là xương thì nó cũng dày hết trơn rồi Mở này em không có vô kẽm ha Vậy anh em mình kỹ kỹ thì mình lọc xương lại em vô kẽm ha anh em Đó nó đang em em cắt tỉa đó Giờ nó đang bung ra nè Bung ra đang có hoa ha Có hoa xong thì nó có trái luôn Cây này thì nó đổ đổ xuống như nè cái này anh em có chậu ống á mình cho nó đổ xuống vậy luôn thì nó đẹp hơn nữa hả anh em đó ghệ non thì nó ra cứng hết trơn rồi nè đó này nó dài ít hơn nữa tầm tới tết nó về anh em mình chăm tới tết nó thì ra hoa nó nhiều hơn nữa ha tại cái này em mới tỉa đó này nó mới ra nói chung là ra ấy thôi ra dài bông thôi ha nữa nó dài tàn thì nó ra nữa anh em coi nè mỗi đọt là mỗi bông ha mỗi đọt là mỗi bông hết trơn luôn nè đó bông nó thì màu uh, hồng hồng ha có trái thì trái nó màu đỏ đỏ hả anh em xanh uh, chín thì màu đỏ giống như trái sơ ghi vậy đó Người ta gọi uh, sư Ghi thái á Rồi combo số 2 này 300k ha Bao ship mà có luôn chậu cho anh em mình luôn Đó Giờ tỷ anh em là chốt á Thì nói ở video số 4 combo số 2 ha anh em Để em biết em phân biệt ra cho anh em mình đó Để nó khỏi bị lộn cây á Rồi và combo số 3 ha anh em Một cây linh xăm gieo hạt Cây này cây green ha Cây green đánh cái tàn đổ nè Cây này gãy quái dữ lắm ha anh em Đó tàn đổ thì cái loại ghi á anh em mình nuôi cũng bình thường ha thì cái loại ghi á anh em tốn thời gian hơn một chút nhưng mà nuôi ở chừng nữa nó lên sang khô nó sẽ đẹp hơn ha anh em đó cái này thì mình chơi uh, uh, trước mắt mình chơi như vậy ha có xương rồi này kia nhưng mình nuôi từ từ thì lá nó rút lại nó vẫn đẹp bình thường đó cây số 3 này 380 k bao ship cho anh em luôn ha và có luôn chậu luôn đó cây nào nói chung hàng bên em thì bao ship có nào có chậu thì em báo với anh em mình có chậu ha cái nào em lấy chậu lại thì em báo anh em mình lấy chậu lại đó, combo số 3, một cây linh sam gieo hạt à uh, 380k bao ship. Rồi, combo số 4 ha anh em, bao gồm hai cây sam uh, uh, hương bấm đá thì hai cây này em có lên video rồi mời anh em chốt uh, có con cây ngay không à Rồi hai cây này thì em gộp lại thành một uh, uh, combo ha, em giao lưu với anh em ha. Bữa nay thì nó ra lá nè. Nói chung là cây máy này về uh, anh em không thích đó, thì mình cắt ngang mình đưa mình đưa vô chậu mình chơi luôn ha đó anh em thích có đá thì vậy mình về mình cắt ngang cái chậu này mình ép vô chậu được rồi đó tại vì uh, tàn thì nó cũng khá nó mịn rồi về anh em mình tỉa sơ sơ lại thì nó đẹp hơn ha cây này cũng vậy xương cốt rồi này kia thì em nuôi hết trơn rồi về nó ra thi, uh, chi xương uh, thêm đó anh em mình lợp cái nào uh, đúng thì mình chừa lại ha cái nào ấy mình cắt tỉa rồi kia cho nó gọn gàng từ từ thì nó ấm tàn cái anh em lên chậu chơi thôi nó cây thì nó bám dục đá nó cái chung là cũng cứng rồi đó anh em đó thì hai cây uh, này uh, có 400k bao gồm phí ship luôn ha. Đó về anh em mình trải nghiệm lấy uh, lên chậu rồi này kia. Mấy cái nhánh nhỏ này nè anh em cắt thừa đó thì mình dâm vô mấy cái uh, chậu uh, nào đó. Có chắc chồng đó thì ít hôm nó ra lại cái uh, gãy á, anh em mình làm cái cây siêu mini chơi ha. Đó combo số 4, 400k bao ship cho anh em mình nè ha. Đó cái này ship thì em cắt ngang lấy cái bầu nhỏ cho trên, trên thôi ha. Bầu bự thì nó nặng quá, lấy bầu nhỏ thôi. Rồi thì nhiều anh em yêu cầu uh, cái hàng mà ờ à, sam hương á anh em sam hương mà lên chậu bám đá rồi này kia ha nói chung uh, sam hương nè đó nói chung cây mấy cây này thì em để em chơi nè đó em đăng cho anh em một số cây rồi anh em xem được á thì uh, ủng hộ em ha không được thì em nuôi tiếp luôn đó cây này thì uh, em lên chậu nè đắp ghêu đỏ trơn rồi đó lên chậu thì cây này nó bám cứng ngắt luôn rồi nó nó bám cứng rồi đó tàn thì anh em coi nè nó mịn rồi ha Mịn lên chậu thần hết trơn rồi nè điện thoại nó không lấy nét được rồi thì cái combo số 5 này một xăm hương bám đá anh em thần chậu hết trơn rồi đắp ghiêu xanh xanh ha bởi mấy cây kia em chưa đắp ghiêu đó thì anh em mình về mình đắp ghiêu lên gì á thì nhìn nó nó sạch sẽ anh em nó đẹp hơn ha tại đây em đâu có ghiêu đâu cái này giả tỷ nó dương bụi đó em đắp vô giờ nó nở ra gì đó giờ anh em về kiếm bụi á mình đắp vô từ rồi từ nở ra rồi combo số 5 này thì 700 k bao ship có luôn chậu cho anh em mình luôn ha Xăm hương nói chung là mấy cây bám đá này nó cực lắm đó nói chung mấy cây mà nó quấn 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 mà nó cứng cứng như vậy là nó cực hết anh em này thì tông cao đó nhiều anh em mình thích uh, cái tông mà dán uh, phong chanh rồi này kia đó về cái này mình để lên bàn trà đồ đẹp ha 700 k bao gồm phí ship và wow, có luôn chậu ha cái này hai cọng dây này thì anh em cắt ra được bình thường rồi tại em để gì uh, đó cho nó cứng luôn giả tỷ uh, ai mà lại cầm cái cây lên gì nè nó đâu có rớt cái chậu ra đâu đó thấy không nói cho cây mình nó khỏe rồi, rồi combo số 6 anh em. À, một cái cây linh sam gieo hạt à, ghép 86. Cây này thì anh em coi nè. Thằng nó ú nù luôn ha, đã lắm. Nói chung là nó nó lực nó cơ bắp ha, nhìn nó 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 đẹp lắm. Đó, ú nù, tàn thì nó mịn hết trơn rồi. Cây này thì nói chung là em vô nhôm nè, để anh em mình nuôi đường lâu dài ha, tạm thời mình chơi đó vậy. Nhưng mà mấy chi cành đầu kia hết trơn á thì nó vô nhôm chuẩn hết trơn. Anh em mình về thả cành đầu cho nó to lên nữa thì nó đẹp ha anh em. Cái nữa mình cắt giật uh, gút xương rồi lại thì đẹp. Đó, cây này thì nó lực lắm ha nhìn nó cơ bắp nè. Đó, thì lên trong mình một cái chậu men gạn ha. Cái chậu men gạn nó chọn này cũng đẹp. Đó, chậu này về anh em mình chơi được rồi. Đó, thì uh, cái cây này em xin uh, mã số 6 xin Zalo với anh em mình uh, 500k bao ship và có luôn chậu ha. Đó mấy cái loại này thì gửi đi nó hay bị vàng lá hết em. Trong nhiều video video này em cũng nói trơn rồi để uh, về anh em mình uh, an tâm hơn đó. Thì uh, về anh em mình cứ nhận hàng ha, uh, mở ra bình thường. Mấy cái này á uh, thì em giữ ẩm hết trơn rồi đắp cho nó một miếng sơ dừa đó anh em về anh em mình mở ra bảo đảm là đâu có thấy cái chậu được đâu tại em đắp cái sơ dừa rồi nhưng mà anh em mở cái thùng ở xong mình mở cái bọc ra thì có cái chậu trong ha. đó anh em mình để trong nắng nhẹ rồi mình uh, tưới nước bình thường ít hôm là nó ra lại lá non à cây nào mà nó rụng hết lá thì nó có hoa cho anh em mình chơi luôn ha rồi combo số 6 thì 500k bao ship và có luôn chậu đó và cái combo uh, số uh, combo số 7 ha, anh em cây này thì uh, mai chiếu thủy nha mai chứ thủy dán bay nè đó dán bay hay là gió lô vậy đó nè anh em coi ha nhìn nó cũng lạ lạ ha anh em rồi cái này thì 300 k thôi anh em mình về siêu tầm rồi chơi ha cái này thì già lắm ơi bông qua đầy đủ hết anh em lặt lá thì có bông thôi đó thì cái này chắc gió lùa ha anh em nó bay bay qua nè anh em về có cái cục đá đồ tiểu cảnh rồi mình ghép vô thì nó 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 hợp hơn nữa đó combo số 7 300 k bao ship và có luôn chậu ha combo số 8 anh em một cây linh sam gieo hạt cây này cây riêng ha thì uh, nó được ghép trên một cái cục đá nè đó cây này thì em ép chậu uh, sống khỏe cho anh em mình hồi, uh, rồi ha cây này uh, ép trên uh, cục đá ha đó, cây này ép trên cục đá này nãy em quên tỉa ha mình tỉa mấy cái nhánh uh, dài dài thừa ra nè thì nó từ từ nó 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 ngắn lại anh em nó 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 gút cái lá nhỏ lại ha thì nhìn cái cây nó sẽ căng đối và nó duyên hơn đó bám trên cục đá thì nó cứng nè anh em coi gửi là biết rồi ha ghế này thì nó bám anh nè, bám chặt rồi rồi thì uh, cái uh, combo số 8 này em xin Zalo với anh em mình 300k ha, anh em bao ship và có luôn chậu luôn ha đó cây này thì bao ship có luôn chậu cây này là lên Sam bám đá đó combo số 8 rồi và combo số 9 thì cái cây này trước trước em cũng có lên uh, cái video uh, gieo rồi ha nhưng mà bữa hổm thì uh, combo nó là nằm ở số 3 nhưng mà combo số 3 ha thì nhưng mà bữa nay là em sửa nó thành số 9 ha anh em cái tàn bữa hổm thì mới vô dây nhìn nó không có được phê bữa nay thì anh em coi nè thì em phơi nắng được ít hàng ngày ngày á thì bữa nay thì nó nhìn nó mình mịn hơn được chút đó cái thằng này cũng ú ú luôn đó nó cũng ú ha ú nu nè đó thì ờ à. Cây này em xin giao lưu với anh em mình 300k ha, anh em Cái giá vẫn như cũ ha 300k bao ship cho anh em mình luôn Vì anh em mình trải nghiệm anh em nào thích lên tự tay mình lên chậu rồi này kia đó Thôi anh em mình uh, mua về uh, ghép lên mấy cái hòn nông bộ rồi đó Thì lấy mấy cây này về ghép lên luôn ha Ờ, cho cây nào vô chậu rồi thì em bán uh, luôn nguyên cái chậu à để cho cái cây mình nó khỏe hơn cho mình lấy cái chậu ra nó 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 bị đuối sức đó thì tội nghiệp nó ha anh em rồi combo số 10 ha anh em là một cái cây uh, linh sam luôn cây này thì chịu và em mới uống nè cây này em gửi cho ông khách mà ông khách không chịu thì hôm nay em đăng lên giao lưu với anh em luôn ha cây này thì em đôn ghế nè đó nói chung là mấy cái cây mà nó nó em bán là có nhiêu đây thôi mấy cái phôi á về anh em mình á đôn rễ lên chút nữa thì nó dài lên ha đó cao tầm 20 mươi luôn gần 20 mươi thì anh em coi cái co nó quái nè đã lắm mấy này co nó đẹp ha đó tàn thì nó ấm mịn hết trơn rồi rồi combo số 10 300 k luôn hả anh em bao xếp chưa có chậu ha cái này có cái bầu này thôi vậy anh em mình ép chậu chơi đó thì nó vô cái chậu cái chén gì đó anh em vô rồi cây số 11 hả anh em cây này thì cao hơi là hơi là cao luôn ha cây này cao tầm 30 xăng ha hơn 30 mà tính gọn 30 thôi đó cây này thì chân dài tàn thì nó mịn rồi nè đó vô mình hết trơn đánh cái tàn nó bay bay rơi rơi xuống ha đó, chân cao cho anh em mình lên xăm gieo hạt mà nó nuôi dài như vậy thì cũng lâu ha tầm 4 5 tuổi hả anh em. Rồi cái cây này thì uh, em xin cho lưu với anh em mình 350k bao gồm phí ship luôn ha. Bao gồm phí ship 350k. 11. Rồi, combo số 12 ha anh em, 200k, một cái cây uh, mai chiếu thủy tàn thiên nhiên ha anh em. Cây này thì cốt nó hơi uh, nhỏ ha cốt bằng uh, ngón uh, tay giữa thôi nhưng mà ở này về anh em chơi tàn chơi lá rồi chơi bông luôn hả anh em đó thì cái tàn nó cũng mịn rồi về anh em cắt tỉa chơi thôi được cái thì cái thân nó già ha anh em nhìn nè nó nhỏ nhưng mà nó trắng nhách luôn rồi. rồi anh biết anh em biết nó già cả nào rồi Cây này thì thân chậu anh em coi ăn cái chậu lòng ở dưới nè mình ăn hết trơn đắt cái dưới luôn rồi Đó về anh em mình à, lật đá nó này kia vệ sinh đồ vô tí phân nữa thì có bông ha rồi combo số 12 thì 200k bao ship và có luôn chậu ha anh em cây này thì có chậu thân chậu rồi nè đó này về chơi nữa thôi chứ đâu có làm gì đâu cắt tỉa đâu thôi thì giá nó cũng phải chăng rẻ ha. Anh em mình về tập chơi uống éo rồi này kia cũng được. Đó. Thì uh, uh, anh em uh, nào mà có uh, chưa có phân á uh, anh em, phân uh, hữu cơ ha uh, thì 30k một ký bên em có chia sẻ cho anh em mình luôn ha. Uh. Anh em nào uh, lấy cái combo nào đó thì uh, alo cho em uh, bỏ thêm uh, cho anh một ký phân đó thì em cộng thêm 30k nữa là em vẫn bao ship cho anh em mình luôn. Anh em nào mua lẻ thì uh, uh, cho em xin uh, thêm 30k phí ship nữa ha uh, anh em. Đó uh, cho chốt chung với combo á thì em bao ship. Đó mà lấy riêng á thì uh, em không có bao ship ha. Rồi thì anh em nào thích cái combo nào thì alo cho em ha. Anh em alo ờ giả tỷ chốt cái combo số 7 này đi. Thì anh em nói uh, lấy cho anh combo số 7 video uh, số mấy đó anh em. Như video, video số 4 thì anh em nói ờ uh, chốt anh combo số 7 video số 4 ha để em biết em ghi vô sổ đó để cho nó khỏi uh, lẫn lộn với anh em mình. Đó thì uh, rồi anh em nào muốn uh, mua phôi rồi này kia thì alo trực tiếp cho em ha kết bạn qua zalo, lô tỷ anh em uh, cứ uh, nhắn tin cho em đi rồi em uh, chết em uh, trả lời cho anh em sao cũng được ha đó, tại vì uh, nó 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 nhiều phun bạn rồi này kia đó nên uh, gửi lời mời các bạn nó đâu có ấy đâu nè nhiều khi nó em cập nhật không kịp đó thì nó chưa hiển thị lên bởi anh em mình cứ nhắn tin đi rồi em uh, vô em coi cái em trả lời cho anh em mình liền ha đó thì anh em nào thích thì gọi video á thì coi cây trực tiếp luôn nó sẽ êm hơn hả anh em nó gõ hơn á đó. đó nó vừa ý với anh em mình hơn tại em thích gọi trực tiếp cho anh em mình á lựa cây á để anh em mình nhìn cái cây á ờ nó nó bị lỗi cái này để em chỉ cho anh em mình biết cái lỗi ờ cái cây này bị lỗi lỗi gì đó thì anh em mình coi được thì chốt ủng hộ cho em rồi em chào tất cả anh em mình ha